Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phê Thể Thao để theo dõi những tin tức, phân tích và bình luận mới nhất, nóng hổi nhất của bóng đá Việt Nam. Và trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung của tin tức ngày hôm nay, hãy nhớ bấm đăng ký và nhận chuông thông báo của chương trình. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những tin tức của ngày hôm nay. Văn Hậu chấn thương nguy cơ mất nghiệp, câu lạc bộ Hà Nội còn mâu thuẫn với đội tuyển Việt Nam vì lý do đáng buồn. Mâu thuẫn giữa câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam về vấn đề phẫu thuật điều trị chấn thương cho Đoàn Văn Hậu phần nào đến từ việc huấn luyện viên Park Hang-seo đã bỏ qua những khuyến cáo của các bác sĩ để sử dụng cầu thủ sinh năm 1999 quá sớm. Theo thông tin được bộ phận truyền thông của câu lạc bộ Hà Nội thông báo cách đây không lâu, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã tái phát chấn thương đầu gối, tiên lượng nặng và sẽ phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm trong thời gian tới. Tuy nhiên, vì điều kiện di chuyển khó khăn, phía đội bóng thủ đô vẫn chưa ra quyết định sẽ để Văn Hậu phẫu thuật ở Hà Nội hay ra nước ngoài. Các chuyên gia của câu lạc bộ Hà Nội, đặc biệt là bác sĩ Kim Quang Jae, tân trưởng bộ phận y tế của đội chủ sân hàng đẫy, muốn để Đoàn Văn Hậu phẫu thuật tại Hàn Quốc, nơi ông Kim có nhiều mối quan hệ mật thiết với các bệnh viện hàng đầu xứ Kim Chi. Dù vậy, một vấn đề mới được nảy sinh đó là câu hỏi về đơn vị sẽ thanh toán chi phí cho ca mổ của Văn Hậu. Theo quy định trước đó được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra và nhận được sự tán thành từ các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, một cầu thủ khi gặp chấn thương trong quá trình phục vụ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được VFF chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Ngược lại, nếu cầu thủ đó chấn thương khi đang thi đấu cho câu lạc bộ thì trách nhiệm sẽ thuộc về phía đội bóng chủ quản. Dù vậy, hậu vệ cánh số 1 đội tuyển Việt Nam hiện đang gặp phải ca đa chấn thương đầu gối khi vừa tổn thương sụn chêm vừa bị lỏng dây chằng chéo trước. Các bác sĩ cho rằng vấn đề mà Đoàn Văn Hậu gặp phải là tái phát chấn thương cũ, đồng thời gặp thêm chấn thương mới do nóng vội thi đấu khi chưa hoàn toàn bình phục. Cộng thêm việc phẫu thuật và điều trị phục hồi tại Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại rất tốn kém vì nhiều lý do, khiến cho việc xác định đơn vị thanh toán chi phí phẫu thuật cho Đoàn Văn Hậu vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Phía đại diện đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang làm việc thống nhất phương án giải quyết các vấn đề trên trong thời gian sớm nhất. Ngoài tiền viện phí, các khoản chi khác như chi phí đi lại, ăn ở, cách ly cho đội ngũ y tế đi kèm cũng cần phải được tính đến. Hiện tại, đội bóng thủ đô đang thể hiện quan điểm rõ ràng khi cho rằng phía VFF phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho Đoàn Văn Hậu. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi ngay từ vòng loại World Cup 2022 vào hồi tháng 6, đội ngũ nhân viên y tế của câu lạc bộ Hà Nội đã khuyến cáo đội tuyển Việt Nam không nên sử dụng Văn Hậu quá sớm. Tuy nhiên, cuối cùng do phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn quyết định tung cậu học trò cưng vào sân. Phía câu lạc bộ Hà Nội được cho là đã buộc phải để Văn Hậu lên tập trung khi cầu thủ sinh năm 1999 vừa hoàn thành quá trình vật lý trị liệu tại PVF và chưa sẵn sàng thi đấu. Về phần Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hiện chưa có bất kỳ phát ngôn nào kể từ khi câu lạc bộ Hà Nội thông báo chấn thương của trụ cột bị tái phát và buộc phải lên bàn mổ. Bên cạnh đó cũng có một số thông tin cho rằng nếu Đoàn Văn Hậu không điều trị dứt điểm chấn thương trong thời gian tới mà vẫn điều trị theo kiểu nửa vời giống như thời gian vừa qua thì sự nghiệp của cầu thủ này chắc chắn sẽ phải dừng lại trong một sớm một chiều mà thôi. Kết thúc trận đấu với đội tuyển Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Đặng Văn Lâm đã trở lại Nhật Bản để thi đấu cho câu lạc bộ Cerezo Osaka. Tuy nhiên, thủ môn Việt Kiều bất ngờ gặp chấn thương vai trong buổi tập của đội nhà hôm 13 tháng 9 vừa qua. Theo đó, Văn Lâm dính chấn thương do va chạm với đồng đội trong phần thi đấu đối kháng. Anh được xác định bị chật khớp vai trái. Sau khi nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia y học hàng đầu châu Âu, thủ thành sinh năm 1993 được chỉ định phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương. Câu lạc bộ Cerezo Osaka cũng đăng thông tin ngắn gọn về chấn thương của Đặng Văn Lâm trên trang chủ của câu lạc bộ. Văn Lâm chấn thương trong buổi tập ngày 13 tháng 9. Sau khi được kiểm tra, Văn Lâm được chẩn đoán là chấn thương vai trái. Thời gian điều trị sẽ mất 4 tháng. Đội bóng ở J-League không nói rõ việc Lâm có điều trị hay phẫu thuật như thế nào. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết thủ môn sinh năm 1993 bị chật khớp vai trái và có thể sẽ phải phẫu thuật. Văn Lâm sẽ phải chờ đến khoảng cuối tháng 1 năm 2022 mới có thể trở lại sân cỏ. Đây là thiệt thòi lớn đối với thủ môn Việt Kiều, cũng là mất mát của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Văn Lâm được huấn luyện viên Park Hang-seo chọn bắt chính trong trận đấu gặp Australia hôm 7 tháng 9. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở đội tuyển, Lâm Tây đã trở về Nhật Bản hội quân vào ngày 8 tháng 9 và chấn thương 5 ngày sau đó. Với sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 4 thủ thành trong đợt tập trung này của đội tuyển Việt Nam với những cái tên là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Nguyên Mạnh. Trong đó, Nguyên Mạnh là cái tên được bổ sung để thay thế cho Đặng Văn Lâm.
đánh giá về nguyên mạnh, nhân tố mới được bổ sung, huấn luyện viên Dương Hồng Sơn chia sẻ. Nhìn vào màn trình diễn ở V-League, nguyên mạnh đã chứng minh được rằng cậu ấy đang giữ được phong độ ổn định nhất. Nguyên mạnh là chốt chặn tin cậy của câu lạc bộ Viettel. Tôi nghĩ thủ môn chắc chắn như nguyên mạnh chính là điểm tựa cho toàn đội, đặc biệt là với hàng phòng ngự. Đương nhiên, khi lên tuyển thì cậu ấy sẽ vẫn phải nỗ lực hơn để cạnh tranh. Theo đánh giá của tôi, điểm mạnh của Nguyên Mạnh là chơi chân tốt, có sự mềm mại, nhanh nhẹn, phản xạ và phán đoán tình huống tốt. Cậu ấy chỉ có một chút bất lợi về chiều cao thôi. Việc gọi Nguyên Mạnh lên cũng cho thấy cơ hội của cậu ấy, đồng thời tăng thêm sự cạnh tranh ở đội tuyển. Nguyên Mạnh sẽ tạo ra sự cạnh tranh với Tấn Trường và những người khác. Sau khi Văn Lâm vắng mặt, nhiều người dự đoán Bùi Tấn Trường sẽ có lợi thế giành suất bắt chính khi anh là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất, nên khả năng anh sẽ tiếp tục được tin tưởng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Trần Nguyên Mạnh, Tấn Trường cũng sẽ phải dè chừng. Ở V-League 2020 và nửa đầu V-League 2021, Nguyên Mạnh là một trong số những nhân tố xuất sắc nhất bên phía câu lạc bộ Viettel và góp công lớn giúp đội bóng này lên ngôi vô địch. Sau khi hay tin đồng đội ở tuyển Việt Nam gặp chấn thương nặng, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã có lời động viên gửi tới Lâm Tây. Hy vọng Văn Lâm sẽ suy nghĩ tích cực, cố gắng hồi phục thật tốt để sớm trở lại tập luyện cùng với câu lạc bộ và tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt có chuyến làm khách trước Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10, sau đó sẽ gặp Oman vào ngày 12 tháng 10 trên sân khách. Việc thiếu vắng Văn Lâm sẽ phần nào mang đến nỗi lo nơi hàng thủ, vốn đã bị tàn phá bởi chấn thương trong suốt giai đoạn vừa qua đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần thay đổi gì để đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất? Huấn luyện viên Park Hang-seo có vẻ đã bắt đầu lo xa để thời gian tới cảnh chữa cháy hay bối rối về nhân sự không tái diễn và tuyển Việt Nam có thể mơ cao. Trước khi bước vào vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022, thuyền trưởng tuyển Việt Nam dù xác định khó khăn nhưng hẳn không ngờ mọi thứ lại vất vả hơn so với những gì mà mình tính toán. Bỏ qua kết quả, tuyển Việt Nam liên tục không đủ quân số tốt nhất để chuẩn bị cho các trận đấu khi hàng loạt trụ cột chấn thương thực sự đẩy thầy Park vào tình thế khó khăn chưa từng thấy trong suốt 4 năm nắm quyền. Từ trụ cột như Văn Hậu, Đình Trọng hay mới nhất là Văn Lâm, đến những quân bài chiến lược như Minh Vương, Thành Trung, liên tục báo tin buồn làm thuyền trưởng người Hàn Quốc thêm nhức đầu. Trong tình thế đó, buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải chữa cháy bằng rất nhiều sự bổ sung mới cho đội tuyển Việt Nam suốt thời gian qua. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam khá nhiều cầu thủ sau hai trận thua đầu tiên về cơ bản là do tình thế. Nhưng nhìn rộng hơn thì dường như thuyền trưởng người Hàn Quốc đã bắt đầu thay đổi. Điển hình như trường hợp gọi Nguyên Mạnh là một ví dụ. Bởi huấn luyện viên Park Hang-seo nhìn thấy khả năng Văn Lâm khó có thể trở lại Việt Nam sớm vì chấn thương chẳng hạn. Thuyền trưởng người Hàn Quốc rõ ràng đã lo rất xa cho khung thành tuyển Việt Nam bởi Văn Lâm mất ít nhất là 3 tháng dưỡng thương và buộc ông Park phải triệu tập một thủ thành giàu kinh nghiệm như Nguyên Mạnh nhằm cạnh tranh cùng Tấn Trường. Không chỉ với trường hợp của Nguyên Mạnh, việc gọi lên tuyển Việt Nam một số cầu thủ từ U23 cũng có thể là ý đồ như vậy trong trường hợp có biến hay các trụ cột như Đình Trọng, Thành Trung chưa kịp trở lại. Đây không phải là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo nuôi hy vọng cho người hâm mộ Việt Nam bằng cách gọi lên số lượng tân binh hay cầu thủ trẻ đột biến, nhưng so với trước đây đã nhiều hơn một cách khá rõ ràng. Càng đáng hy vọng khi mà những sai lầm hay khó khăn mà tuyển Việt Nam vừa trải qua đã được huấn luyện viên Park Hang-seo rút ra kinh nghiệm thay đổi hoặc ít nhất là mạnh dạn hơn trong việc triệu tập những cầu thủ mới. Tất nhiên, để những hy vọng vào một sự thay đổi nào đó từ tuyển Việt Nam về bộ khung nhân sự tới lối chơi xem ra cũng cần chờ đến cả màn thể hiện từ các cầu thủ mới hay dự bị hạng sang trong những tuần tập trung tới. Nhưng dù sao, với việc gần chục cầu thủ được triệu tập đợt sau hay đôn lên từ U23 Việt Nam lên thử sức, xem ra đáng hy vọng một lần nữa trong bối cảnh mà người hâm mộ nhắm mắt cũng biết huấn luyện viên Park Hang-seo dùng ai trong các trận đấu của tuyển Việt Nam trong suốt 4 năm qua. Cầu thủ Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, tuyên bố sẽ thắng bằng lối đá đẹp. Trong một phát biểu mới đây, tiền đạo Giang Juning của đội tuyển Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, đồng thời tuyên bố sẽ giành chiến thắng bằng lối đá đẹp. Trung Quốc và Việt Nam đều đã thua 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Vì vậy, cuộc đối đầu vào ngày 7 tháng 10 tới rất quan trọng với cả hai bên. Chính vì vậy, các cầu thủ đều rất quyết tâm với mục tiêu mang về trọn vẹn 3 điểm. Trong một chia sẻ mới đây, tiền đạo Giang Juning đã có những bài phát biểu đầy tự tin. Theo đó, anh tự tin sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam với lối đá đẹp và đồng thời chỉ ra điểm yếu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Giang Juning cho biết, đội tuyển Trung Quốc đang nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam. Toàn đội sẽ khai thác hàng hậu vệ và khu vực giữa sân của họ. Tôi tự tin sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó và trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt.
Bên cạnh đó, các tuyển thủ Trung Quốc cho biết họ có thể tận dụng lợi thế bóng bổng và thể lực tốt để đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều họ thấy vui nhất đó là huấn luyện viên Park Hang-seo không có sự phục vụ của thủ môn Đặng Văn Lâm, người mà các tuyển thủ Trung Quốc cho rằng có khả năng bắt bóng bổng rất tốt. Giang Juning từng góp mặt trong đội tuyển U22 Trung Quốc đấu với U22 Việt Nam ở quá khứ. Trận đấu đó, anh và đồng đội đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2. Nói về điều này, Giang Juning cho biết: "Chúng tôi đã thua họ ở cấp độ trẻ, nhưng điều đó không liên quan đến trận đấu sắp tới. Việt Nam nói rằng trận đấu tới là cơ hội đánh bại Trung Quốc, còn chúng tôi nói trận đấu tới sẽ là cơ hội để đánh bại đội tuyển Việt Nam." Giang Juning năm nay 24 tuổi, đang thi đấu cho câu lạc bộ Beijing Guoan tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Anh được triệu tập lên đội tuyển Trung Quốc từ năm 2016, đã thi đấu 13 trận và ghi được 4 bàn thắng.